lên 220 cho cái sạc Makita anh em nhé. Đây, anh em nào mà dùng nhiều chắc biết cái dòng sạc rồi. Makita mã DC40RA, chạy điện 110, điện 100 nhé, điện 100 của Nhật. Hàng mới luôn cho anh khách ấy. Anh này anh ý mua về xong thì dùng điện 100, thế ông ý cắm nhầm lên 220 phát xì khói rồi anh em ạ. Chết ẳng luôn rồi. Đấy, chết còn chống xét luôn rồi. Và đi cả dàn ở dưới luôn nhé. Với các cái dòng máy Makita này điện 110 nhá, khuyến cáo anh em là lên sử dụng bộ đổi anh em ạ. Bộ đổi bây giờ rất là gọn và nhỏ, anh em không phải can thiệp mạch vào trong thiết bị đâu. Ông nào mà can thiệp vào thì thật sự là chạy cũng được thôi, nhưng mà nó phá vỡ kết cấu của máy nhá. Chạy nếu nói về ổn định sẽ không thể bằng được trước kia được. Nên là khuyến cáo anh em là đừng nên thay đổi kết cấu mạch. Đấy, các bạn mua cái dòng máy hoặc các cái sạc của Nhật này, tức là để điện 100 đúng không? Mua xong thì anh em sẽ dùng những bộ đổi điện này cho mình này. Đây, bây giờ đổi điện nó bé lắm rồi anh em ạ. Đây, đây chẳng như bộ này của mình nhá. Bộ này là mình lấy cho anh ấy lắp vào luôn là xong thôi. Thì mình sẽ tiến hành khoan, bắt vít và cố định cái phần đế ở dưới này này, đổi này này, lắp vào trong này luôn. Như vậy là sẽ an toàn nhất cho thiết bị của các bạn nhá. Các bạn sử dụng là an toàn nhất. Và các bạn sợ nó cồng kềnh thì các bạn chỉ lắp cho mình thêm cái quai sách vào đây này. Quai sách vào đây. Đây, cái quai đây. Các bạn cắm cái quai sách vào đây thì các bạn sách đi là xong thôi. Thích sạc đâu cũng được, thích bê đi đâu cũng được, mà rất là an toàn cho hệ thống mạch ở trên trong anh em nhé. Tức là không phải can thiệp sâu vào mạch, rất dễ làm mà giá thành là rẻ, đảm bảo là an toàn. Đấy là rất là đơn giản, nhưng mà nhiều anh thì không dùng như thế. Nhiều anh là thích là tháo ra và tiến hành cắt cái mạch nhân áp đi, bởi vì điện nó điện 110 mà. 110 trong có phần nhân áp đi mà. Thì công cắt mạch nhân áp đi, cắt chống xét đi và cắt con capacitor ở trong đi, mà thật ra là không nên làm nhá. Hãy chạy nếu mà đã xây đồ mới nguyên còn của hãng mua về thì anh em làm như vậy. Còn nếu mà ông nào mua đồ cũ ấy, hoặc cái đồ nát bét, hoặc cái đồ mà nó hỏng rồi ấy, mà mang mua về ấy, để tiến hành nghiên cứu và mang đi độ thì cũng được thôi. Đấy, còn nếu mà đã xác định chơi đồ hãng, đồ ngon rồi ấy, thì nên lắp cho mình cái đổi điện như này. Đấy, giá rất là rẻ luôn anh em ạ. Giá rẻ cắm cái này xong thôi. Nếu mà không muốn bắt vít ấy, thì anh em sử dụng cho mình cái keo ấy, dán một miếng đây, dán miếng trên này, khóa một phát xong. Đấy, sau đó tiến hành là làm hai cái vít, hai cái quai sách, sách cái này xong rồi. Rất đơn giản và bền hơn nhiều nhá. Đây cho anh em xem qua phần mạch này. Dòng này là sạc DC40RA nhá. Dòng này trâu bò lắm ấy, chứ không phải cái dạng DC18 dòng phổ thông đâu. Dòng này trâu khỏe lắm anh em ạ. Sạc của nó 12A, chạy mà sạc được cả 40V nhá, chứ không phải lên 18 đâu. Nên rất là khỏe. Của nó ăn sẽ tầm khoảng 400W là tối đa nhá. Hãng ghi 300 thì thời gian nó khoảng tầm 400 tối đa thì phải lắp cái loại 650 này mới đủ tải anh em ạ.